Xin chào quý các bạn, trên tay mình lên chiếc main của Xiaomi Mi 9 đang chờ thay mới cho khách hàng tại didongcaocap.vn. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan đến Xiaomi Mi 9, lỗi hỏng main không lên, khởi động lúc lên lúc không, chập chờn, đột tử, main bị treo đơ do rơi vào nước, rơi và đập, cần một địa chỉ thay mới khắc phục nhanh các lỗi sự cố liên quan đến bảng main của Xiaomi Mi 9, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911 582 123. didongcaocap.vn có mọi loại linh kiện trên Xiaomi Mi 9 nói chung và phần bảng main của Xiaomi Mi 9 nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với didongcaocap.vn, quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi sẽ ship main của Xiaomi Mi 9 đến tận địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn dịch vụ thay mới main cho Xiaomi Mi 9, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911 582 123. Kỹ thuật viên từ didongcaocap.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn vị các bạn đã xem video từ didongcaocap.vn.